Xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quát và nó đúng về cái hệ thống đường nước trong gia đình của các bạn. Và video này các bạn sẽ thấy được rằng những hệ thống đó mà mọi người thường hay sử dụng nó đang sai và nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Đây, trước tiên thì các bạn sẽ quan sát một số cái bồn nước của các nhà dân xung quanh mình nha. Mình quay trực tiếp cho nên nó là mang tính khách quan. Đó. Thì như các bạn thấy, đa số đều để bồn nước ngoài trời và chỉ có một bồn trên cao thế này. Thường thường những địa điểm này rất là cao và rất là treo leo, cho nên nó sẽ hạn chế cái vấn đề mà kiểm tra, bảo hành, bảo dưỡng rất là khó khăn khi mà có trục trặc sửa chữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hầu như mỗi nhà dân chỉ có một bồn nước này thôi, tức là bơm từ giếng khoan lên hoặc giếng đào lên và sử dụng trực tiếp cho hệ thống nước trong gia đình. Chỉ có một số ít nhà là dùng hai bồn nước. Ở đây các bạn thấy có hai nhà này là có hai bồn nước. Thì hai nhà này có hai bồn nước thì chắc chắn người ta sẽ dùng hệ thống lọc. Đây các bạn quan sát thấy không? Đó có một cột lọc này nằm bên cạnh. Đó. Thì nhà này đang sử dụng một cái cột lọc là inox. Bồn chứa nước trên cao nó sẽ tạo áp suất để qua cục lọc này rồi đẩy ngược lên chứa cho cái bồn nước thấp. Đấy. Như các bạn vừa thấy thì rất nhiều nhà sử dụng một bồn nước duy nhất để chứa nước, sau đó đi xuống để sử dụng trong gia đình. Rất ít nhà sử dụng hai bồn nước, tức là có qua cột lọc. Và những nhà mà có qua cột lọc như vậy thì bồn nước người ta vẫn rất là cao. Cho nên nó sẽ rất khó để kiểm tra và bảo hành bảo dưỡng. Còn đây là hệ thống nước của nhà mình này các bạn. Thì mình chứa hai bồn trên này các bạn. Hai bồn này là hai bồn chứa sau khi đã lọc xong. Còn bên dưới này là một bồn chứa để chứa nước từ giếng khoan. Để các bạn tham khảo nha. Đây, nước giếng khoan khi các bạn bơm ra nhìn có vẻ rất là trong. Đấy các bạn thấy nó rất là trong mà. Nhưng mà rất là dơ nha các bạn. Qua cục lọc thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức. Đó. Mình để cái bồn này thấp á để mình kiểm tra nước, chất lượng nước rồi vệ sinh bên trong cái bồn này nó rất là dễ dàng nha. Đấy. Đây đang lắp hệ thống tự động nhưng mình chưa cho chạy đâu. Đó, bên cạnh mình có để cái thang để có thể lên xuống bảo dưỡng. Phía bên trong này, các bạn sẽ thấy hai cái bồn nước. Mình chưa đóng lò phông để cho nó dễ quan sát hơn. Đấy, bên cạnh một bồn nước nữa nha. Bên cạnh một bồn nữa. Đó, các bạn thấy không? Thì hệ thống này gồm 2.000 lít nó sẽ chứa trên này và nước chứa trên này là đã qua cột lọc cho nên nó rất là trong, rất là sạch nha. Đây, nước mình đã sử dụng qua cục lọc rất là trong. Thì cái đường ống bên trong các bạn nó sẽ rất là sạch. Nước này chỉ việc đun lại và uống nữa là được. Đấy, đun sôi và uống là được. Để chứng minh những gì mình nói là đúng thì các bạn thấy một cục lọc này nó rất là dơ nha. Và bây giờ mình sẽ thay một cục lọc mới thế này luôn và cho nó lọc sơ qua để các bạn sẽ thấy nó thay đổi thế nào nha. Hệ thống này, lọc này mình để dưới thấp và mình sử dụng hệ thống này rất là rẻ tiền thôi. Nó có 500-600 ngàn thôi chứ không sử dụng tới hệ thống 5-10 triệu như người khác. Đấy. Đây, một cục lọc. Sau khi lọc khoảng 1 tuần thì lõi bên trong nó là vàng và bên ngoài này nước là dơ này. Mình bóp các bạn thấy này. Đó, thấy không? Rất là dơ. Ok. Rồi. Bây giờ nha, mình sẽ thay một cục lọc mới luôn. Thay một cục lọc mới. Đấy, các bạn sẽ thấy một cục lọc mới tinh hoàn toàn. Rồi. Sau đó mình sẽ cho bơm nó lọc qua. Các bạn sẽ thấy được sự thay đổi của nó. Rất là dơ nha. Đây. Các bạn sẽ thấy trong cục lọc bây giờ nó đang rất là trong. Nước đang trong nha. Và các bạn thấy hầu như nó vàng ngay lập tức. Đó. Cục lọc lúc này đang rất là trong nha. Và bây giờ nó đã vàng rồi. Mới vừa chạy thôi nha. Đó, các bạn thấy kinh khủng chưa? Đó. Nước rất là kinh. Rất là dơ trong này. Thì các bạn nghĩ đi,
Nếu như một đường ống mà các bạn để như vậy một thời gian 6 tháng 1 năm thì bên trong đường ống nó rất là dơ, cực kỳ dơ luôn. Đây là nước qua cái lọc rồi này. Các bạn thấy không? Rất là trong. Nước này mình có thể đun lên là mình uống được luôn. Đấy. Một bộ lọc này thì rất là rẻ tiền các bạn. Mình mua có 600 ngàn thôi. Đó các bạn nhớ tìm trên Lazada, Sendo, Shopee này kia các bạn mua nha. Mình không có bán. Nhưng mà lọc này á thì mình có qua một cái bơm. Bơm này nó nhỏ thôi. Mình mua bơm này là 700 nghìn. Đó như vậy tổng cái hệ thống lọc này chỉ có 1 triệu, 2 triệu 3 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái đường ống sau cái bồn chứa nước của giếng khoan ra. Các bạn xem bên trong đường ống nó dơ thế nào nha. Đây là cái bồn mình chứa nước lúc nãy mình quay cho các bạn xem nhé. Rồi đây là van để xả vệ sinh. Còn đây là đường nước về cái máy bơm cục lọc. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra các bạn xem bên trong nó dơ thế nào. Video này mình làm để cho các bạn có thể chú ý hơn cái đường ống nước trong gia đình, làm sao cho nó sạch sẽ và vệ sinh. Đây nha, rất ghê chưa, mới có mấy tháng thôi nha. Đó, mấy tháng mà trong đường ống này nó dơ thế này rồi các bạn, kinh khủng. Đó, rất tiếc là không có quay được bên trong này, chứ mình quay trong đường ống thì các bạn sẽ thấy rất là dơ. Cái phần này mình cũng dùng rắc co và van nước, đây là van dùng ren trong, cho nên nếu có hư van thì sửa chữa thay thế rất là dễ. Các bạn có thể tham khảo cái cách làm này để sau này sửa chữa nó dễ dàng hơn nha. Ngay cả cái van mà van xả này mình cũng dùng loại dùng ren đó các bạn. Đó, dùng ren nhé, có gì thay thế sửa chữa nó dễ thôi. Như mình vừa giới thiệu cho các bạn xem hệ thống nước gia đình của mình, thì các bạn nên sử dụng một cái hệ thống lọc và tốt nhất nên để một cái bồn chứa nước bên dưới thấp để có thể quan sát vệ sinh và kiểm tra thường xuyên, bởi vì nguồn nước nó rất là quan trọng. Bệnh tật nó phát sinh là do nguồn nước, thức ăn đó, mà nước là hầu như chiếm cái tỷ lệ rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Rồi, hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn, mong các bạn chia sẻ để cùng biết. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.